Tuổi Tý năm 2022, công danh sự nghiệp viên mãn, giàu như vũ bão, tiền tiêu ba đời không hết. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên thì kính chúc quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Thưa quý vị thân mến, trong số 12 con giáp thì chuột được chọn là con vật tiên phong, dẫn đầu. Bởi vậy, những người thuộc tuổi này thường có tài năng lãnh đạo, quản lý rất tốt. Hơn nữa, những người tuổi Tý còn được mọi người ngưỡng mộ bởi sự thông minh, sáng tạo, nhanh nhẹn và tháo vát của mình. Tuổi Tý thông minh trong năm 2022 khẳng định sẽ là một năm cực kỳ thành công của bạn. Chắc chắn bạn sẽ nhận được những thành quả như ý. Chỉ là chuyện tình cảm không mấy suôn sẻ, tuổi Tý nhất định phải cân bằng thời gian để gặp gỡ và yêu thương. Nếu bạn cứ tiếp tục yêu theo cách kiểm soát, bảo thủ, thì tình cảm của hai người sớm sẽ tan vỡ. Về mặt kinh tế tốt, tuổi Tý là người giỏi kiếm tiền cho nên không cần phải lo lắng bất cứ điều gì. Cứ tiếp tục làm việc, chăm chỉ, chịu khó, thì trong năm 2022 Nhâm Dần không những tiền đầy túi mà công danh sự nghiệp cũng phất lên như diều gặp gió. Ngay sau đây thì xin mời tất cả quý gia chủ tuổi Tý và các bạn đang theo dõi về tử vi vận trình của mình trong năm 2022 Nhâm Dần để biết được mình có may mắn thành công đến như thế nào. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tổng quan tử vi gia chủ tuổi Tý trong năm 2022 Nhâm Dần. Về tổng thể, vận thế của người tuổi Tý trong năm 2022 không có nhiều biến động lớn, bản mệnh có thể gặp được cơ hội nhưng khó nắm bắt. Phải tốn nhiều công sức, vượt qua nhiều trở ngại thì mới có thể đạt được thành công như mong muốn. Năm Nhâm Dần 2022, mệnh chủ tuổi Tý không xung khắc với Thái Tuế, lại không có nhiều hung tinh chiếu mệnh, vì thế mà xuyên suốt tử vi là cảm giác bình ổn, chưa có tín hiệu mang tính bùng nổ hay đột phá, nhưng cũng không thấy điều gì quá xấu xảy ra. Con giáp này muốn có cơ hội cần phải chủ động và tích cực, đồng thời tận dụng các mối quan hệ sẵn có, bởi Thái Tuế không trực tiếp tương sinh cho bản mệnh nên chỉ cho cơ hội chứ không cho may mắn. Trong chuyện tình cảm, nam mệnh gặp nhiều cơ hội hơn nữ mệnh. Tuy nhiên, nếu có tình cảm với ai thì bản mệnh nên là người chủ động, không nên phụ thuộc vào bất cứ ai hoặc vào bất cứ hoàn cảnh nào. Nếu không thì sẽ để cho cơ hội tốt trôi qua một cách vô ích. Ngoài việc chú ý sức khỏe của bản thân, tuổi Tý còn cần phải chú ý đến sức khỏe của người thân. Trong năm nay, gia đình dễ có người ốm đau hoặc qua đời. Vậy nên mệnh chủ cần phải luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để được Thái Tuế tương trợ giúp cho vận trình trong năm 2022 được hanh thông, thuận lợi. Trong năm 2022 Nhâm Dần, các gia chủ sẽ cần cẩn trọng chú ý tháng Bính Ngọ, có nghĩa là tháng 5 âm lịch, từ ngày 30 tháng 5 đến 28 tháng 6 dương lịch. Đây là tháng đại kỵ với những gia chủ tuổi Tý. Vào những ngày này, gia chủ không nên tiến hành công việc trọng đại. Tử vi sự nghiệp, quan vận của mệnh chủ tuổi Tý trong năm Nhâm Dần 2022. Năm Nhâm Dần 2022, công việc của người tuổi Tý duy trì ở mức ổn định, không có quá nhiều thăng trầm, đột phá. Tuy vậy, bản mệnh cũng đừng quá bị động bởi cơ hội trong năm nay không nhiều. Nếu không biết nắm bắt thì cũng khó có thể xoay chuyển được vận mệnh. Cần phải chủ động tìm kiếm, nắm bắt, giữ cơ hội cho mình. Đừng lười biếng, cũng đừng chần chừ, do dự. Người làm công ăn lương vẫn tiếp tục với những kế hoạch dự định của mình. Đây là thời điểm để nhìn lại toàn bộ quá trình phấn đấu, củng cố các kỹ năng cũ, gia tăng kỹ năng mới, tạo nên bước đệm, sự chuẩn bị kỹ càng cho các bước đột phá, thời điểm bùng nổ sắp tới. Với những gia chủ trong các lĩnh vực đầu tư, kinh doanh thì năm nay sẽ thu được nhiều kết quả cao. Bản mệnh sẽ có cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân, được sự nể trọng từ đồng nghiệp, bạn hàng, vì vậy có khả năng thăng tiến rất cao. Để hóa giải những xung sát do vận trình của năm mang lại và để tăng cường sự nghiệp và quan vận, gia chủ tuổi Tý hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây là pháp khí của nhà Phật với biểu tượng của Bát Bảo và chú Bát Nhã Tâm Kinh. Khi mang theo bên mình sẽ giúp cho gia chủ hóa giải thị phi, tăng cường tài vận
và sự nghiệp trong năm 2022 và những năm tiếp theo. Tuy vậy, nếu như mệnh chủ tuổi Tý mong muốn thăng chức trên đường quan lộ trong năm nay sẽ cảm thấy hụt hẫng. Dù xuất hiện khá nhiều cơ hội thăng chức, nhưng tất cả mới chỉ dừng lại ở các chức vụ phụ cấp, trợ lý, hỗ trợ mà thôi. Để phấn đấu làm cao, vẫn còn cần phải có một thời gian dài cố gắng nữa. Chỉ cần bạn không nản lòng chờ đợi thì nhất định thời cơ sẽ đến. Tử vi về tài lộc tiền bạc của mệnh chủ tuổi Tý trong năm Nhâm Dần 2022. Năm 2022 là một năm khá thuận lợi với người tuổi này trên phương diện tài lộc. Tiền bạc có xu hướng gia tăng. Đa phần ở các nguồn thu nhập phụ như kinh doanh nghề tay trái, bảo hiểm, đầu tư chứng khoán, bất động sản. Tuy nhiên con giáp này cũng cần phải chú ý, tuy trong năm 2022, Thái Tuế không có ảnh hưởng lớn với bản mệnh. Song, vận may của người tuổi Tý chỉ dừng ở mức trung bình. Trong cuộc sống hay trong sự nghiệp cũng cần phải chủ động, tự lực cánh sinh, không phụ thuộc vào bất cứ ai mới có thể mong thành công được. Đa phần tuổi Tý không quá coi trọng vật chất, không quá tham vọng về tiền bạc. Trong năm vận khí bình ổn như năm 2022, đương số lại càng dễ thiếu động lực phấn đấu để làm giàu. Hoặc giả nếu có, ban đầu cũng rất hứng khởi nhưng thiếu mục tiêu và kế hoạch rõ ràng. Sau cùng dễ mà bỏ nửa chừng. Thưa quý vị, để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc vào năm 2022, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp, quý nhân, thân, Tý Thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tử vi về sức khỏe của mệnh chủ tuổi Tý trong năm Nhâm Dần 2022. Thưa quý vị, vì Thái Tuế không gây những ảnh hưởng trực tiếp lên bản mệnh nên tình trạng sức khỏe của người tuổi này khá ổn định. Trong năm 2022, vận khí bình ổn, đương số không phải quá lo ngại, nhiều vấn đề về sức khỏe. Có chăng cũng chỉ là do những lúc tinh thần căng thẳng, mệt mỏi, đau đầu. Chỉ cần giải tỏa kịp thời là mọi thứ lại đâu vào đó. Tuy nhiên, tuổi Tý cũng cần phải chú ý giữ bình tĩnh trong mọi chuyện, không cố tình gây mâu thuẫn, xung đột với người khác, nên hạn chế sử dụng những đồ vật sắc nhọn hoặc đến những nơi ẩm ướt, âm u, nguy hiểm. Con giáp này không nên quá tập trung vào sự nghiệp mà quên mất việc nghỉ ngơi. Khi có thời gian rảnh rỗi hoặc khi phải chịu nhiều áp lực căng thẳng thì nên chú ý nghỉ ngơi. Đến những nơi trong lành để thay đổi tâm trạng hoặc trò chuyện, tham gia các hoạt động thể dục với mọi người. Vậy nên quý gia chủ tuổi Tý hãy luôn nhớ mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh để tăng cường sức khỏe và tài lộc. Tử vi về tình cảm của mệnh chủ tuổi Tý trong năm Nhâm Dần 2022. Đây là một năm vận khí bình ổn, mang khá nhiều thuận lợi cho phương diện tình cảm của người tuổi Tý. Tuy nhiên, với người độc thân thì đây không phải là tín hiệu tốt. Đường số vẫn bám chấp những suy nghĩ không mấy tích cực, ghét thay đổi nhịp sống hiện tại, không thích bị làm phiền hoặc lo lắng, sợ hãi khi nghĩ tới trách nhiệm, sự ràng buộc, bởi vậy mà tình duyên vẫn khá lận đận. Người nữ tuổi Tý sẽ có nhiều cơ hội gặp gỡ người khác phái, tuy nhiên đừng chỉ bị động, ngồi yên một chỗ chờ tình yêu tới. Bạn cần phải chủ động nắm giữ lấy hạnh phúc của mình. Có thể dựa vào các mối quan hệ của trưởng bối trong nhà để tạo thêm cơ hội tình yêu cho mình. Người nam tuổi Tý, mệnh chủ còn khá bị động, lại không có nhiều cơ hội gặp gỡ làm quen với nữ giới, nên tình duyên đã ít, nay lại càng thêm ảm đạm. Con giáp này nên tìm cách để tự mình có được cơ may gặp gỡ, như vậy khả năng thành công sẽ cao hơn so với việc nhờ người khác giúp đỡ. Với những người đã có gia đình, trong năm nay gia đình bạn khá ổn định, tuy nhiên bản mệnh cần phải dành thời gian nhiều hơn cho người thân của mình, quan tâm và bao dung hơn. Mang theo vòng tam hợp quý nhân cũng giúp cho gia chủ tăng cường mối quan hệ trong công việc cũng như trong cuộc sống, giúp cho cuộc sống hòa hợp với mọi người trong gia đình cũng như công việc. Khi công việc hanh thông thì tài lộc tự đến, giúp cho tuổi Tý có được một cuộc sống viên mãn trong năm 2022 Nhâm Dần. Vận hạn chi tiết của từng tuổi Tý trong năm Nhâm Dần 2022
tuổi Mậu Tý, sinh năm 1948, tích lịch hỏa. Năm 2022 mang lại khá nhiều niềm vui cho người sinh năm Mậu Tý trên nhiều phương diện. Có điều người sinh năm này cần phải chú ý đến phương diện sức khỏe của mình nhiều hơn. Đồ ăn thì nên chọn các loại thực phẩm sạch, cách chế biến thanh đạm, ít dầu mỡ, nên ăn nhiều bữa trong ngày nhưng mỗi bữa không nên ăn quá nhiều. Cần có chế độ nghỉ ngơi hợp lý, không nên làm việc quá sức, phương pháp rèn luyện phù hợp với tình trạng sức khỏe của bản thân. Bản mệnh tuổi đã cao, cần có sự quan tâm bầu bạn của con cái. Tuy nhiên không nên quản lý hay yêu cầu con cái quá chặt chẽ, hãy suy nghĩ thoáng hơn. Khi có việc gì không nên giấu trong lòng mà nên chú ý đến tâm sự, chia sẻ với người nhà nhiều hơn. Nếu có thời gian, bản mệnh có thể tham gia các hoạt động tập thể, tăng cường giao lưu, trò chuyện với những người có cùng độ tuổi. Bản mệnh tránh đi xa một mình, khi đi đâu thì cần phải có người đi cùng, hết sức cẩn thận, tránh những sự cố ngoài ý muốn xảy ra. Tuổi Canh Tý, sinh năm 1960, bích thượng thổ. Tình trạng sức khỏe của mệnh chủ khá ổn định, song cần hạn chế đi xa quá nhiều. Khi ra khỏi nhà thì cần phải chú ý an toàn giao thông, tránh tình trạng tổn thương, chảy máu. Về khía cạnh tình cảm vợ chồng, cần thường xuyên trò chuyện, trao đổi, tâm sự với nhau, có thể tổ chức dịp kỷ niệm để hâm nóng tình cảm cho cả đôi bên. Khi có mâu thuẫn xảy ra thì không nên to tiếng mà cần phải giữ gìn thái độ bình tĩnh để trao đổi với nhau. Trong vấn đề tài chính, mệnh chủ cần phải có những suy nghĩ thật là cẩn thận và thấu đáo, không nên mù quáng, nghe theo những nguồn thông tin bên lề hoặc từ những người không đáng tin. Trong năm 2022 không phải là thời điểm đầu tư thích hợp, bản mệnh gặp phải nhiều trở ngại. Nếu không muốn mọi công sức mình bỏ ra đều đổ sông, đổ bể, bản mệnh cần phải chú ý quản lý tiền bạc, không nên thử tham gia những hoạt động đầu tư mới mẻ. Trước khi quyết định đầu tư, cần phải cân nhắc rất kỹ càng. Tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, tang đố mộc. Bản mệnh có thể tìm được nhiều thời điểm để thể hiện năng lực của bản thân mình, nhận được sự đánh giá cao của cấp trên, từ đó có nhiều cơ hội thăng chức, tăng lương, đạt bước phát triển lớn trong sự nghiệp. Tuy nhiên, con giáp này không nên vì thế mà trở nên kiêu ngạo, coi thường người khác. Cần phải giữ thái độ khiêm tốn, có cách ứng xử khéo léo với tất cả mọi người. Kiêng kỵ nhất là việc nảy sinh mâu thuẫn với người khác. Trong năm này, nhờ có sự trợ giúp của quý nhân mà tài vận của bản mệnh có dấu hiệu phát triển tích cực. Có điều trước khi đầu tư vào lĩnh vực nào, người tuổi này phải bình tĩnh, tỉnh táo. Bởi vì nếu bạn nóng vội, tin lầm vào những nguồn tin không chính xác thì rất dễ dẫn đến tình trạng tiền bạc tổn hao, thậm chí còn gây ảnh hưởng lớn đến tình hình tài chính của cả gia đình. Tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984, Hải Trung Kim. Những người làm nghề kinh doanh đầu tư cũng gặp phải rất nhiều trở ngại. Chú ý, tránh những hoạt động đầu tư mạo hiểm, không nên tùy tiện mở rộng thị trường. Trước khi đưa ra bất cứ một quyết định gì, cần phải suy nghĩ thật kỹ càng, tốt nhất nên duy trì những mối quan hệ lâu năm. Đáng tin tưởng, tốt nhất nên tìm cách nâng cao hiệu quả làm việc. Trên phương diện tình cảm, bản mệnh cũng gặp phải những chuyện không như ý muốn. Người độc thân thì khó tìm được người như ý muốn, khó thành đôi thành cặp với những người trong lòng của mình. Đây không phải là thời điểm thích hợp để tính tới chuyện kết hôn. Với những người đã lập gia đình, tình cảm vợ chồng gặp nhiều trắc trở, mâu thuẫn, tranh chấp thường xuyên xảy ra. Nếu không biết thông cảm và thấu hiểu cho nhau thì rất dễ dẫn đến kết cục tan vỡ. Tuổi Bính Tý, sinh năm 1996, giản hạ thủy. Năm nay có nhiều ý tưởng sáng tạo mới lạ, có cơ hội thể hiện bản thân trong công việc, nhận được sự công nhận, ủng hộ của mọi người. Nhưng cũng đừng quá kiêu ngạo, tránh gây ra rắc rối, khiến cho vận may đi qua mất, khẩu thiệt thị phi. Để tránh những phiền não trong tình cảm, bản mệnh cần phải có thái độ nghiêm túc khi yêu đương, không nên đứng núi này trông núi nọ hoặc giữ quan hệ tình cảm với nhiều người trong một lúc. Những người đã kết hôn, có quan hệ vợ chồng hòa hợp, đôi bên thấu hiểu và bao dung cho nhau. Tuy nhiên, bản mệnh không nên quá tập trung vào chuyện tình cảm mà lơ đi sự nghiệp. Tốt nhất, bạn nên lập ra một mục tiêu kế hoạch rõ ràng và phấn đấu hoàn thành, không thể để cho mọi chuyện riêng ảnh hưởng đến tiến độ công việc. Nếu tu chí làm ăn thì năm Nhâm Dần 2022
là một năm cực kỳ tốt đẹp với bản mệnh trên phương diện sự nghiệp. Chỉ cần nắm bắt cơ hội để học hỏi, phát triển năng lực bản thân và tầm nhìn. Có như vậy, khi cơ hội xuất hiện, bản mệnh sẽ tự tin nắm bắt, thể hiện cho mọi người thấy khả năng của mình, ghi điểm với ban lãnh đạo. Các gia chủ tuổi Tý trong năm nay sẽ cần phải sử dụng vòng cổ, bát bảo tâm kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây chính là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp thiên địa nhân hợp nhất. Vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của tuổi Tý trong năm 2022 nhâm dần. Qua đó, quý vị cũng đã phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có được thành công và may mắn trong năm nhâm dần 2022. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên trước khi rời đi, hãy nhấn like video, đồng thời nhấn vào đăng ký theo dõi kênh và chọn vào tín hiệu quả chuông ở bên phía dưới màn hình. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh cùng với Phong Thủy Gia Cát xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những tử vi của các con giáp lần sau.